Chào các bác, bây giờ em sẽ phối một cái combo này để các bác nghe nhạc với cặp bu 601 trơn, một cặp bu cổ. Thực sự là với dòng bu 601 thì từ kiểu dáng lẫn hình thức rất là hay và rất nhiều anh em muốn sở hữu nó. Thứ nhất là về cái hình thức rất là đẹp, cái cấu tạo loa cũng rất là hay, cái cấu tạo nó rất là đặc biệt và cái chất tiếng thì nó không thể lẫn đi đâu được. Combo này em ghép gồm có 601 trơn và cặp con Marang PM5 con ở dưới chứ không phải con ở trên, bởi vì cái cấu hình em hướng đến thì một bộ khoảng hơn 20 triệu cả loa và âm ly. Đấy, thì các bác có thể sở hữu bộ này. Với cặp bô 601 trơn này thì rất là nhiều cấu hình để ghép được. Đấy, thì với cái dòng mà các bác muốn tiếng nó mềm mại có thể đánh với Sansui hoặc là Marang. Hiện tại em đang ghép một Marang PM5. Đây, PM5 601 C3, mời các bác nghe chất âm của nó. Có thể thấy con PM5 thiết kế rất là đẹp. Con ở trên là con 1250, con 1250 của Marang. Con đấy thì bây giờ trên 20 triệu rồi. Chút nữa em sẽ làm một clip riêng cho nó. Clip này thì chủ yếu muốn giới thiệu đến các bác con âm ly Marang PM5. Con âm ly cho chất âm rất là ngọt ngào. Cái tầm giá của nó thì trên dưới 10 triệu con âm ly này. Tùy vào hình thức và tùy vào vỏ có vỏ hay không vỏ. Các bác có nhu cầu sở hữu combo này thì có thể alo cho em hoặc là mua âm ly riêng được. Xin lỗi các bác thì vừa rồi đang quay thì đã có bác chuyển khoản cặp con 601 trơn này rồi. Hiện tại bây giờ chỉ còn con Marang PM5 và cặp 601 C3. Các bác có nhu cầu thì alo sớm cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.